hơi cực à. Cà cái nó cũng mệt lắm. Bó tay và chờ rất là chịu. Ấy không biết nữa, hình như cà rác không có máy à, chắc có nơi á, tại vì cái nó do khách nước ngoài cũng nhiều quá. Nhưng mà họ đâu đi Grab đâu, họ đi taxi thôi mà, đúng không? Chứ Grab là họ phải có chưa ra ra. Không chắc không ra đất. Bóng. Lì trăng. Được á. Chiều đa cũng đỉnh kinh. Mặn lì quá đi. Trời ơi, giờ nó không ra. Tức. Chiều đau đỉnh. Ông bé nó, chị có không nhớ cái Facebook của ông bé nó nữa luôn. Tình hình đang rồi. Chị Bảy có xuống dưới không? Vẫn nói chuyện hả? Thì một là ra thẻ nó rút quét gì được, cái này chuyển khoản đang được quốc tế mà đang chuyển khoản xuống hôm qua thôi em. Tình hình đang bó tay coi có tiền đô không, đưa lỡ tôi tiền đô đi. Rồi hỏi ông có tiền Hàn Quốc không? Không có tiền mặt luôn. Dễ không lắm chứ, tại vì người Hàn họ giờ trừ họ như chị thấy ở Trung Quốc kìa, vậy đi Trung Quốc thì đâu có thấy ai dùng tiền mặt nữa đâu. Ta nói cái hoài xí xí cũng có quét mã hết chứ. Bên đó cái gì cũng quét mã hết chứ. Em mua cái gì cũng quét mã, làm cái gì cũng quét mã rồi. Đi qua cái cửa chi đó cũng quét mã. Tại vì bữa nào năm thì anh còn đồ máy nhà nước thôi chứ có thoát ra ngoài nữa. Với tiền mặt mình còn giữ được, còn cái tiền nó nằm biết trong ngân hàng, nó chuyển về ngân hàng này qua ngân hàng khác. Kêu đa ca rút không được vậy, cái tài tín dụng chỉ đa ca rút không được.
đang liên hệ với bạn ở đây. Theo tiền lương đó, có cái gì đó. Đúng. Họ không có tiền Hàn Quốc đâu, lấy tiền Hàn Quốc. Quẹt đó. Ủa? Mà phải thẻ nó không? Chứ không phải thẻ quốc tế à, thẻ ấy à. Nhưng mà rút được mà. Chứ các bà nước ngoài vừa rồi là rằng. Nhưng mà ví dụ là ví dụ ba thẻ thẻ bên mình nó khác. Nhiều loại mà chị. Chứ bà nữa, bà ra bà rút được kìa. Không, thì đã hết đẹp cho con ví dụ nếu đó là thẻ thẻ visa quốc tế là khác, con đây là thẻ tịnh dùng là khác kìa. Tịnh dùng là thẻ ghi nhớ kìa. Là họ chỉ cho rồi họ đi trễ chuyến bay của họ nữa kìa. Sugana. Hai con không 550. Hai con hai chắc mất liên lạc. Hai bé con như này biết tới đâu. Thì là biết thì nói. Họ thể hiện ra luôn rồi. Họ đâu có sợ ai đâu. Đâu chờ răng trời. Thôi để cho họ đi đi, mày quá. Trời, nói ông tháo cái chị đi người. Không phải nhờ, bữa hôm qua chị dặn là qua lại lần nữa cho nó. Rồi. Đồ đem hành lý chắc đi ra sân bay về đi luôn. Ờ, ra sân bay bay luôn đi, mà. Đi luôn mà. Ở thì đó mà chị còn ngồi với nó chưa đi đi. Chắc là không có đồng tiền mặt ra trong người người ta. Phải ít mà có này. Ví dụ như chuẩn bị qua nước khác thì họ cũng phải chuẩn bị tiền của nước khác. Chờ ông nhờ bà không được à. Đang nhờ đó chị. Xúc hay hình. Họ không được thâu để họ đi tìm được mày quá. Sukana thâu. Bữa sao ông gửi quà Hàn Quốc lên. Ờ, bay rồi đây em. Chị được phép xài 3 tiếng thôi, không được xài xa cả ngày. Mô tao lấy keo kia tao dán ổn nha. Cái 402 chứ nè. Đồ. 502 không chơi, chơi 402 luôn. 402 nó tới đây bay không? Nằm mụn có bay không? Cho khi gỡ thì ra. Khi gỡ thì chị có ngắm được ẩm xuống rồi ui nó bắt của nó bóng nó do nó. Thôi tài giá 502 cho nó bền. Là gỡ bay móng. Không mà gỡ làm chi. Dán luôn cho nó bền nha. Nói bạn có cái gì để lại cho tôi đi. Để xuống dưới đó. Chứ họ ra sân bay trễ giờ họ. Ví dạ bữa hôm qua đào hết tiền kêu đưa tiền đây. Đưa tiền ra để ngày mai ghé khỏi đưa tiền này. Quay mất cái vụ nữa.